Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình lượng công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về Huế lớn, Thừa Thiên Huế kích hoạt hơn 35 khu cách ly tập trung tại tuyến tỉnh, huyện và xã phường. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh giao là lực lượng nòng cốt trong việc kích hoạt tại các khu cách ly và tiếp nhận công dân. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động tối đa nhân lực, vật lực trong toàn bộ lực lượng vũ trang để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là những hình ảnh trong giờ ngủ nghỉ của đại đội 20 trinh sát thuộc phòng tham mưu. Không còn ngủ trên những chiếc giường tầng như mọi ngày mà các chiến sĩ phải trải chiếu nằm ngủ trên các sàn nhà. Mặc dù gặp rất nhiều bất tiện, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ ai cũng vui vẻ, thoải mái vì sự chia sẻ của các đồng chí lúc này là rất cần thiết để góp phần cùng với tỉnh nhà chúng ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong thời gian qua, để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì đại đội 20 trinh sát nói riêng và toàn thể các đơn vị ở trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói chung đã nhường toàn bộ giường của bộ đội cho các khu cách ly, anh em phải nằm ở sàn nhà để bảo đảm cho bà con có cái điều kiện sinh hoạt tốt nhất. Trong thời gian qua, với những tình hình dịch bệnh tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh bùng phát mạnh, do đó các công dân từ vùng dịch đã trở về Thừa Thiên Huế với số lượng rất lớn. Để kịp thời đảm bảo các khu cách ly để tiếp nhận công dân, thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phải điều động hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ bộ đội chủ lực, lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo cơ sở vật chất tại tất cả các điểm khu cách ly. Chỉ tỉnh riêng trong những ngày qua, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã kích hoạt 8 khu cách ly mới và giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận và quản lý với số lượng trên 6.000 chỗ. Do tất cả các địa điểm được trưng dụng đều là các trường đại học, cao đẳng, vì vậy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải huy động cán bộ chiến sĩ làm việc cả ngày lẫn đêm mới kịp đảm bảo cho việc đón công dân trở về. Đặc biệt, để đảm bảo nơi nghỉ cho công dân, thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ trong sửa chữa, phòng kỹ thuật làm việc không kể ngày đêm, để hàng thêm hàng trăm bộ giường sắt mới, hàng chục giá chứa cơm để cung cấp kịp thời cho cả khu cách ly. Chấp hành kế hoạch và mệnh lệnh của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong thời gian vừa qua, đơn vị chúng tôi đã tổ chức sản xuất được hơn 100 bộ giường tầng, 40 xe đầy cơm, 18 dàn khử khuẩn, cung cấp kịp thời cho các khu cách ly trên toàn tỉnh. Và trong thời gian tới, đơn vị chúng tôi tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các chỉ tiêu mà Đảng ủy, Thủ trưởng Phòng Kỹ thuật đã giao. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phòng cần chúng tôi tập trung bảo đảm tốt mọi mặt về công tác hậu cần cho các công dân từ vùng dịch trở về cách ly tại Thừa Thiên Huế. Cụ thể hơn 3.000 cặp giường để bảo đảm cho công dân. Tính đến trước ngày 4 tháng 8, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận và cách ly gần 14.655 công dân, trong đó hơn 12.767 công dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, việc bố trí nơi ăn, chỗ ở và đảm bảo hậu cần cho cả công dân gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các công dân trở về đợt này đều trở về từ vùng dịch có yếu tố dịch tễ rất cao, đặc biệt là biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan rất nhanh và nguy hiểm. Do đó, việc đảm bảo an toàn cho cả lực lượng làm nhiệm vụ ở các chỗ kiểm dịch, lực lượng y tế và cán bộ chiến sĩ phục vụ tại các khu cách ly cũng gặp rất nhiều khó khăn và tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường. Thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi đã tiến hành một số cái giải pháp mới để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Việc thứ nhất là bảo đảm kích hoạt và mở rộng các khu cách ly, đã kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo của tỉnh mở rộng các cái khu cách ly, trưng dụng tối đa các cái khu ký túc xá của Đại học Huế, các trường đại học, cao đẳng, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn của tỉnh, và hiện nay đang mở rộng theo mô hình tháp 4 tầng. Đó là khung cách ly cấp tỉnh, khung cách ly cấp huyện, cấp xã và cách ly tại nhà. Cuộc chiến với đại dịch COVID-19 có thể còn khó khăn, gian nan hơn nữa trong thời gian tới. Song với sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng nơi tuyến đầu, những chiến sĩ áo trắng và những ngư dân cứu hộ sẽ sớm được đẩy lùi và cuộc sống của nhân dân sẽ sớm bình yên trở lại.